Thời gian qua, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, mà còn cho thấy tình trạng gian lận trong kinh doanh nhằm thu lợi bất chính. Chiều 29 tháng 5, cơ quan chức năng đã kiểm tra một hộ kinh doanh tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu và bắt quả tang 7 người đang bơm tạp chất thành rau câu vào tôm nguyên liệu nhằm tăng trọng lượng để thu lợi bất chính. Chủ hộ kinh doanh này thừa nhận đã thuê công nhân bơm tạp chất vào tôm từ tháng 3 năm 2017 đến nay. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ 10 kg tôm đã bơm tạp chất, một máy xay thạch, khoảng 40 kg thạch đã pha chế, chuẩn bị bơm vào tôm, nhiều xi lanh dùng để bơm tạp chất. Cái việc mà bơm thạch vào trong tôm nguyên liệu ấy thì là nó nhằm cái mục đích chính của người ta là nó gian lận về cái trọng lượng, làm tăng cái trọng lượng của tôm lên để kiếm lời. Nhưng mà bên cạnh cái đó thì trong quá trình bơm vào thì nó nguy cơ nó bị nhiễm các loại khuẩn có hại cho tiêu hóa, cho sức khỏe. Thì cái này thì nó phải qua, bắt buộc phải qua cái kiểm định của cơ quan các chức năng thì mình mới xác định được cái rõ cái vấn đề, xem là cái mức độ ảnh hưởng, mức độ vi phạm nó đến đâu thì sẽ có cái biện pháp xử lý theo cái đúng như thế. Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, thời gian qua, tình trạng bơm tạp chất vào tôm có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mà ngay tại Hà Nội cũng đã xuất hiện tình trạng này. Điển hình là ngày 26 tháng 5 vừa qua, Phòng 5 Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an phối hợp với Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh và sơ chế thủy sản trên địa bàn quận Hoàng Mai. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 13 thùng tôm đông lạnh đang được đóng gói, bảo quản lạnh chờ mang đi tiêu thụ. Kết quả kiểm tra cho thấy số tôm trên phản ứng dương tính với agar, một chất có tác dụng làm tăng trọng lượng. Thời gian vừa qua thì Chính phủ và các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Bộ Công an đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt và tuyên chiến với cái nạn bơm tạp chất vào trong con tôm. Chính vì vậy nên là thực hiện ý kiến chỉ đạo và các kế hoạch của Bộ Công an và của Tổng cục Cảnh sát thì Cục C49 đã tăng cường công tác chỉ đạo và tham mưu kiến nghị và phối hợp với các cái bộ ngành liên quan để vừa làm công tác tham mưu và vừa làm công tác đấu tranh và vừa làm công tác đấu tranh. Với thời gian vừa rồi thì C49 phối hợp với thanh tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã trực tiếp đấu tranh và xử lý với cái vụ việc mà đưa tạp chất vào tôm. Theo cơ quan chức năng, qua những vụ việc trên cho thấy tình trạng bơm tạp chất vào tôm đang có dấu hiệu phức tạp. Đặc biệt, các điểm bơm tạp chất vào tôm thường là nơi hẻo lánh và có địa hình phức tạp, giờ hoạt động thường vào lúc tan tầm, sáng sớm để nhanh chóng tẩu tán tang vật khi bị phát hiện. Vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.